nhân dân vùng vân. Dạ. Và chắc là cho con xin mời cô đi nè. Dạ. Cô Hồng Vân ơi, thực sự ra đây cũng là một cái bộ phim mà mình quay trở lại với nàng cùng với một người yêu cũ trong nghệ thuật của mình, đó chính là nghệ sĩ Quyền Linh. Dạ. Người yêu cũ trong nghệ thuật. Dạ. Vậy thì dạ anh chào chị Hồng Vân. Dạ người yêu cũ. Dạ, đầu tiên nhé, cho con được gửi lời chào tất cả mọi người đang có mặt ở phim trường trong cái buổi lễ họp báo này, và xin được chào quý vị khán giả đang theo dõi live stream. Sau đó mình mới nói cái câu hỏi là không có người yêu cũ. Dạ. Thiệt. Cô Vân với lại chú Linh là không có yêu cũ, cho nên là cũng không hề có yêu mới. Thành ra là sao em kêu chị bằng chị ngay trong cái buổi họp báo này, khi mà trong bộ phim Hai Muối là hai đứa mình đóng yêu đương nhau vậy hả em Linh? Em muốn cái gì? Thiệt, tại vì trong trời mọi người biết sao Vân được tham gia cái dự án này á, là ngoài tất cả những cái điều mà chút xíu nữa mình mới tâm sự, thì có một cái điều mà thôi thúc Vân là bởi vì Vân được đóng Đào, là đóng người yêu của Quỳnh Linh. Dạ. Đó mà tự nhiên bây giờ ngay buổi này lại kêu chị là sao? Là sáng giờ đó, mọi người biết không, Linh cũng quen, tại vì Vân Linh anh cũng là bạn thân với Linh. Nãy giờ những cái vô kêu Vân Vân xong có mấy người đó, mày hổ quá, nhỏ tuổi hơn ta kêu Vân Vân. Cái Linh nói, thôi vậy xin phép với bọn chị, nãy giờ quen. Xin phép chị Hồng Vân, trong phim mình là người yêu nhau như ngoài đời, Linh vẫn kêu là chị Hồng Vân. Chưa có người yêu cũ nha, dạ. Không có người yêu cũ, chỉ có tình bạn yêu thương, mến thương lẫn nhau. Dạ rồi. Em lộn tình yêu nào nữa. Dạ. Vậy thôi bây giờ cho con hỏi luôn cô Hồng Vân đi. Bây giờ mình gặp lại một người bạn của mình, một tình yêu, tình người bạn yêu thương trong nghệ thuật. Thì bây giờ cô Hồng Vân thấy là hồi nãy giờ thì chú Quyền Linh cũng rất là lo lắng về cái việc mà diễn xuất của mình với là cái vai diễn viên ảnh lần này. Thì cô Hồng Vân chấm là chú Quyền Linh được bao nhiêu điểm trên 2/10 trong phim điện ảnh Hai Muối này. Với lại con đã đồng ý đó, tại vì nghe nói là đóng Đào, đóng chung tuyến với lại chú Quyền Linh. Rồi anh Vũ Thành Viên có yêu cầu hai người làm hung môi nhau không? Ngày kia không có không? Ông trời á, đạo diễn Vũ Thành Viên đã không bắt chúng tôi làm cái điều tội lỗi đó. Thực sự bây giờ mà nếu như thực sự mà có cái nụ hôn đó thì chắc có lẽ là tôi phải suy nghĩ lại á, rồi mới dám nhận vai á. Tại vì là ông Tuấn Anh với lại ông Quyền Linh là bạn rất thân với nhau. Rồi bây giờ á, là tự nhiên cái mình với em Thảo, vợ của Quyền Linh á, mình là gia trị mà Thảo cũng yêu thương mình lắm. Rồi hai đứa đỏ lên mặt dẻ, nó gọi là má Vân với ba Tuấn Anh, rồi Bí Ngô gọi là ba Linh với mẹ Thảo. Rồi tự nhiên hai người tự nhiên hung nhau nó kỳ kỳ sao á. Nhưng kỳ lắm ha. Nhưng mà rất may là bởi vì á, trong cái phim này á, thì đạo diễn Vũ Thành Vinh đã cho cái tuyến nhân vật Bà Tư Lạc này là một người đơn phương. Đơn phương từ đầu phim cho tới cuối phim cũng vẫn đơn phương luôn, cho nên là không có cái nụ hôn đó. Dạ, nhưng mà về chấm thì mình chấm bao nhiêu điểm ạ? Chấm thì thực ra đối với Quyền Linh trong cái vai diễn này á, mình không thể lấy học thuật để mà mình đo được. Lý do là đó, như mọi người đã biết là Quyền Linh đã tâm sự là Quyền Linh đến cái vai diễn này bằng một cái cảm xúc thật, bằng một sự hóa thân thật, bằng một cái gọi là một cái cuộc đời của Quyền Linh và của Hai Muối gần như là tương đồng với nhau. Cho nên là thực sự khi mà đóng với Quyền Linh những cái phân đoạn nào mà hai người đóng với nhau thì luôn luôn Vân có một cái cảm giác là hình như là Vân đang đồng hành cùng với một ông Hai Muối có thật ở ngoài đời. Đó, cho nên là bây giờ nếu mà nói để mà dùng thang điểm để mà chấm điểm Quyền Linh thì trong Hai Muối này thì Vân không thể dùng thang điểm được. Vân chỉ biết rằng là đó, với cái tạo hình này thì mọi người cũng thấy rồi, gần như là Quyền Linh đã sống với, gọi là sống trọn vẹn với Hai Muối trong bộ phim Hai Muối này. Dạ, xin được cảm ơn cô Hồng Vân. Thôi giờ mình sẽ tiếp tục những đoạn hay không ạ? Thực ra lo nhiều hơn tự tin. Bây giờ Linh ngồi dưới, Linh rất là bực mình. Bực mình vì phim chiếu một chút nhá thôi, đang cảm xúc nó ngắt đi. Linh ước gì bây giờ coi được nguyên cái phim. Dạ, mình đợi ra đà vào ngày 30/8/2024 ạ. Tự tin thì có phần nào tự tin, bởi vì với phim trường nó gần như là gọi là máu thịt của người lên rồi. Dạ.
Linh học điện ảnh, Linh học đầu với điện ảnh tất cả. Và đến bây giờ Linh vẫn là một trong những người liên quan điện ảnh. Bởi Linh là trong hội điện ảnh Việt Nam. Thật ra trở điện ảnh thì nó cũng không phải là lo lắm. Nhưng vấn đề chỗ là gì nè, không biết mình theo điện cái thời đại bây giờ hay không. Không biết rằng mình có làm vừa làm đạo diễn Vũ Thành Vinh hay không. Và không biết rằng khán giả có cần mình gì nữa không. Thật ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nỗi lo. Linh cứ tự tin điều rằng là thôi, có sao vậy người ơi, làm được gì mình cứ làm hết tâm huyết của mình, rồi bi nhiêu bi, được nhiêu hay nhiêu. Chứ Linh nghĩ rằng là với sự nỗ lực của cả ekip hỗ trợ Quyền Linh, Linh tin rằng là mình cũng một phần nào đó đáp ứng được cái giá trị của dự án, cũng như là một cái bộ phim ra đời nhằm một cái thông điệp là cả đời thì cha. Tức là như vậy. Xin được cảm ơn anh Quyền Linh với những chia sẻ đầu tiên với tất cả quý vị. Muốn thấy như thế nào về lời chia sẻ vừa rồi của anh Vũ Thành Vinh, và em nghĩ rằng đây có phải là một may mắn đến quá sớm với em hay không khi mà vai nữ chính một phim điện ảnh với rất nhiều tâm huyết như vậy? Dạ, em xin kính chào tất cả các vị đại biểu, các vị báo chí cũng như là các cô chú anh chị khi đang nghe đề. Em là Huỳnh Bảo Ngọc trong vai Muối. Đây là một vai diễn đầu điện ảnh đầu tiên của em, rất là hồi hộp cũng rất là nhiều lo lắng. Em thật sự chia sẻ là em cũng chưa có dám mơ đến cái giấc mơ như thế này, và muốn đến với em khá sớm. Em vừa tốt nghiệp sân khấu điện ảnh xong thì đi casting. Nhớ lại cái ngày casting thì chưa đạo diễn có nói là những bạn mà đến thử vai thì hãy cố gắng, vì đây là cơ hội. Chú cũng đang cố gắng, rất cố gắng. Không phải cơ hội nào cũng đến với mình. Vậy nên tuổi trẻ phải lửa, phải say mê. Con cũng nhờ câu nói đó mà dành rất là nhiều tâm huyết cũng như là cảm xúc cho tới ngày hôm nay dành cho Muối. Con rất là biết ơn và kính trọng em Muốn. Con cảm ơn. Và tiếp theo với diễn viên Trần Kim Hải, tất cả quý vị, quay trở lại sau những vai diễn thành công của những dự án điện ảnh trước đó, thì ông Huy được biết rằng là với vai diễn lần này thì đạo diễn Vũ Thành Vinh yêu cầu Trần Kim Hải phải làm sao có được tình cảm thật nhất với nhân vật Muối, đó là Huỳnh Bảo Ngọc của vai. Vậy thì không biết rằng điều này có gây nhiều khó khăn áp lực cho Trần Kim Hải không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Quang Huy cho phép Trần Kim Hải được gửi lời chào tới các cô chú anh chị cũng như các anh chị phóng viên báo chí. Đối với nhân vật lần này của Hải, Hải được yêu một cách mãnh liệt. Hải được lâu lắm rồi mình mới trải qua một nhân vật mà yêu bằng tất cả, yêu bằng những gì gọi là cái người đó là người yêu của mình. Thì Hải đã có một khoảng thời gian đắm đuối với nhân vật và đắm đuối với cái tình yêu này. Thực ra nếu mà trên phim mà mình không yêu nhau mình thấy rõ lắm, bởi vì màn hình rất lớn. Và cảm ơn Huỳnh Bảo Ngọc, cảm ơn Muối đã cho nhân vật của Hải có được cái cảm xúc đó. Và đóng phim thì mình cố gắng mình nhập vai thôi. Sẽ yêu Muối trên phim trường. Tuyệt vời. Qua phim còn yêu không? Quan trọng là sau phim còn thoát vai chưa? Dạ, con thoát lâu rồi. Dạ, ngồi vỗ tay cho Trần Kim Hải ạ. Dạ, yêu Muối trong phim tuyệt vời. Và bây giờ thì ngồi cạnh ông Huy đó chính là diễn viên livestream trên nhiều nền tảng, không chỉ là CGV Cinemax Việt Nam với truyền thông khen, mà còn có nhiều người bạn TikTok influencer cũng livestream và các nghệ sĩ cũng livestream. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người dành tặng cho anh 30 giây để anh tự giới thiệu bản thân của mình, làm sao mà sau cái lời tự giới thiệu đó mình có thêm những dự án tiếp theo mình nhắm được không? Kính chào tất cả quý vị. Bao nhiêu chưa? Bao nhiêu chưa để bắt đầu luôn? Bắt đầu hả? Bắt đầu là gì? Đúng rồi, bao nhiêu bắt đầu á? Một nhân vật ít nói nhưng mà nói thì rất là có cái trọng lượng trong cái lời nói. Một cái nhân vật ác nhưng mà phải điềm đạm. Một nhân vật mê gái nhưng mà không có nhìn thẳng, thấy như thế. Rồi một cái nhân vật phản diện
nhưng mà có trí tuệ, có trí thức và có những cái chiều sâu của nhân vật. Và cái điều quan trọng nhất là nhờ đóng phim ông Đặng này mà Minh Luân đã vượt qua cái giới hạn của bản thân. Và hy vọng là khi sắp tới Minh Luân sẽ còn được thêm một những cái giới hạn khác nữa từ anh đạo diễn Vũ Thành Vinh. Và cuối cùng xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Dạ, vỗ tay 30 giây là Vũ mình đưa ra những cái highlight cho tất cả quý vị khán giả được biết nhiều hơn về bản thân của mình cũng như là vai diễn. Và